Việt Hương bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện và màn đáp trả siêu gắt. Có thể thấy những ngày gần đây, câu chuyện sao kê tiền từ thiện luôn là chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ từng kêu gọi từ thiện giúp đỡ bà con được chỉ mặt nhắc tên như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên. Là một trong những nghệ sĩ tích cực hoạt động thiện nguyện nhất từ khi thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch tới nay, Việt Hương và ông xã luôn giúp đỡ bà con bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, cũng như những nghệ sĩ khác, danh hài Việt Hương vô tình cũng bị nhắc khéo về việc sao kê từ thiện. Không ngại đáp trả anti-fan, Việt Hương đã chính thức lên tiếng thông qua livestream trên trang cá nhân. Trời đất ơi, livestream của tôi có nhiều người nghiệp quá, dạ thưa, tôi xin nói lại lần nữa là tôi không kêu gọi quyên góp tiền, tôi không kêu gọi bất kỳ một đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi ăn đâu có hết, 10 tấn, nên khi chuyển 10 tấn đi cho thì tôi đều có ghi giấy, dán tay đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ. Có thể nói Việt Hương nhiều lần nhấn mạnh về việc cô không kêu gọi quyên góp mà chủ động bỏ tiền túi ra làm từ thiện. Không chỉ bỏ tiền mua thực phẩm hỗ trợ cho những người lao động nghèo mắc kẹt giữa đại dịch, Việt Hương chi số tiền hàng tỷ đồng để mua xe cứu thương tặng ông Đoàn Ngọc Hải, chở bệnh nhân miễn phí và hai xe chở linh cữu tặng nhóm mai táng từ thiện. Bên cạnh đó, Việt Hương và Hoài Phương trực tiếp tham gia vận chuyển phát đồ từ thiện tới hàng trăm hàng nghìn điểm thiện nguyện tại Sài Gòn. Hành động của cặp đôi đã khiến mọi người cảm kích suốt thời gian qua. Nghệ sĩ làm từ thiện đôi khi dính phải thị phi và khán giả có thể thấy thời gian gần đây, từ khóa sao kê bất ngờ được nhiều người sử dụng mạng xã hội nhắc đến, thậm chí là xuất hiện dưới các bài viết của nhiều sao Việt. Sao kê là bản thông báo các chi tiết giao dịch phát sinh của tài khoản. Nhiều người đã dùng từ khóa này để bình luận vào bài viết của một số sao Việt, yêu cầu họ minh bạch về số tiền làm từ thiện sau những ồn ào thời gian qua. Truy cập vào fanpage có hơn 18 triệu lượt theo dõi của Trấn Thành, không khó để nhìn thấy những comment yêu cầu sao kê từ các tài khoản người dùng mạng xã hội. Hiện tại, nam MC này đã khóa tính năng bình luận và nhiều người cho rằng sở dĩ ông xã Harry Won có động thái này là để tránh những bình luận tiêu cực về mình trong thời điểm này. Sự việc xuất phát từ chuyện diễn viên bố già vận động ủng hộ người dân miền Trung. Nam nghệ sĩ từng cho biết số tiền anh kêu gọi được là 9,4 tỷ đồng. Ông xã Harry Won đã chuyển 3 tỷ đồng cho Đại Nghĩa, hơn 6,4 tỷ đồng cho Ngọc Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà, thay vì gửi cho Thủy Tiên như chia sẻ trước đó. Bày tỏ quan điểm về chuyện làm từ thiện, Trấn Thành từng chia sẻ, điều đó xuất phát từ tấm lòng, đồng thời khẳng định tuyệt đối không ăn một cắc một đồng nào. Anh nói, ai ăn mớ tiền này sống đâu có thọ, và tụi em hoàn toàn đủ khả năng để kiếm ra số tiền như thế này, nên đừng ai nói ra nói vào, tội nghiệp tụi em. Không riêng gì Trấn Thành mà Đàm Vĩnh Hưng cũng gặp phải tình huống tương tự khi nhiều cư dân mạng tràn vào Facebook của nam ca sĩ để lại những bình luận yêu cầu sao kê số tiền kêu gọi từ thiện. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam ca sĩ bị tố số tiền kêu gọi quyên góp từ thiện trong tài khoản lên đến 96 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với con số mà anh từng công bố. Trước vụ việc này, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Anh chia sẻ, tôi chờ đợi mọi việc được sáng tỏ để lấy lại mọi thứ, danh dự, uy tín. Tôi có tất cả chứng cứ về công việc thiện nguyện, về sổ sách. Dù vậy, trên mạng xã hội, nhiều người vẫn tỏ vẻ hoài nghi và yêu cầu giọng ca xin lỗi tình yêu sao kê, minh bạch về số tiền này. Thủy Tiên và Công Vinh cũng từng livestream đáp trả về ồn ào liên quan đến tiền từ thiện miền Trung. Cặp đôi cho biết sau khi hết giãn cách sẽ tiến hành sao kê đầy đủ giấy tờ. Đang livestream, Thủy Tiên bật khóc nói, ban đầu tôi cũng nói với mọi người, tôi có hỏi ngân hàng rồi, họ nói đến mấy thùng giấy nên tôi không muốn làm khó. Tôi có xin mọi người sao kê số tổng, có xác nhận của ngân hàng, nhưng sau đó mọi người không đồng ý việc đó nên tôi hứa là sẽ ra ngân hàng sao kê tất cả mọi thứ, mọi khoản. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy là những gì mình nói được thì mình sẽ làm được, mình sẽ sao kê ra hết tất cả mọi thứ. Chứng kiến khoảnh khắc này, Công Vinh không giấu được bức xúc, anh lên tiếng trên sóng livestream. Nam cầu thủ cho biết thời gian qua, nhiều người yêu cầu anh và vợ công khai sao kê từ thiện, thậm chí là nói anh ăn chặn số tiền này. Theo Công Vinh, chuyện từ thiện xuất phát từ tâm, anh và vợ đã thay mặt mọi người đi hỗ trợ bà con miền Trung, song lại bị nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện. Tiền đạo quê Nghệ An bày tỏ, nhưng có một điểm rằng chúng tôi có ngày hôm nay là phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để có sự nghiệp như bây giờ, không phải vì chuyện Tiên đi từ thiện vừa rồi. Mọi người chưa biết rằng sự thật có đúng vậy hay không mà nói rằng chúng tôi ăn chặn từ thiện, chửi bố mẹ, con gái, hai bên nội ngoại không ra gì và phá nồi cơm của chúng tôi. Nam cầu thủ cho biết lý do lên tiếng vụ việc này vì không muốn bị mọi người chà đạp. Anh khẳng định, sắp tới chúng tôi sẽ công bố sao kê ngân hàng. Chưa dừng lại ở đó, Công Vinh cho biết sau khi sao kê, anh còn muốn mọi người ra các tỉnh miền Trung đến từng nơi gặp lãnh đạo địa phương, thống kê lại số tiền để lấy lại trong sạch cho mình. Anh nói, đâu có thể vu khống như thế được, tôi không bao giờ lấy những đồng không phải là của mình. Công Vinh tuyên bố, chúng tôi không làm gì hại ai thì mọi người nên tôn trọng. Tôi không bao giờ làm gì trái với pháp luật nên sẽ làm vấn đề này tới nơi tới chốn.
Với tư cách một người chồng, tôi rất bức xúc. Thậm chí tôi còn nói với Tiên rằng nếu cần thiết thì mời công an vào để thanh tra xem chúng tôi làm có đúng không. Mình không làm gì thì mình không sợ.